chào cô chú anh chị, hôm nay con thu hoạch dưa lưới nè. Cái còn bự không à. Nè, cô chú anh chị, trái bự chưa? Bự chưa cô chú anh chị ơi? Cho con một cái like rồi một cái share nhé. Cô chú anh chị, hôm nay con thử ăn con ngọt không nè. Ngọt như đường á, mày đừng có dành ăn nữa mau. Ngọt lắm.